Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Mai mới thấy Ngân đi học về nè, thấy xe bus chạy ngang qua. Đây, con gái của Mai đi học về rồi. Xin chào con. Nho đi chị. Đây ra đây nè, nó mắc đi tiểu. Đây cô chú anh chị, đây là cái nồi thịt kho tiêu mà Mai đã kho cho Ngân với xíu muội rồi đây. Ngon chưa? Hấp dẫn chưa? Mai nhìn còn ham nữa. Thôi mày đã đóng được hai thùng hàng rồi, cái thùng dưới bự quá, mệt luôn á. Đây Ngân hôm nay không có muốn ăn thịt kho mà ăn cá cơm kho, phải không con? Dạ. Con chào ông bà cô chú đi. Con chào ông bà cô chú. Giỏi. Ngon không? Mai thì đợi xíu muội về xong là chở hai bạn nhỏ này đi trượt băng. Trượt băng xong thì ngày hôm nay là Mai dự định là chở mẹ chồng đi ăn nhà hàng của chính chị, đi ăn nhà hàng Trung Quốc. Tại vì mấy bữa nay rồi ông xã Mai đi làm không có ở nhà đó. Do đó thì bà nội cũng không có được đi nhà hàng, cũng buồn, thành ra là Mai cứ nói thôi hôm nay là quyết định là Mai chở bà nội đi ăn nhà hàng. Mấy bữa nay thấy bà nội cũng ốm ốm tại vì không ăn được cái gì nhiều của chính chị. Bà nội khó lắm, ăn nhà hàng thì cũng chê mà ăn ở nhà thì cũng chê ha. Thì Mai sẽ chở đi ăn nhà hàng, còn hai đứa nhỏ thì Mai cho nó ăn ở nhà luôn, tại hai đứa nhỏ nó không thích đi nhà hàng. Thì chỉ có hai mẹ con Mai đi nhà hàng ngày hôm nay thôi. Thì Mai cũng hỏi bà nội là bà nội thích ăn nhà hàng Trung Quốc hay là thích ăn cái gì. Bà nội thì không biết ăn cái gì hết á, nói thích ăn cá, hỏi cá nhà hàng Mỹ thì ở đâu. Mai thì Mai không có biết rành nhà hàng Mỹ rồi cô chú anh chị. Thì bà nội Mai hỏi là bây giờ mẹ thích ăn cá hay thích ăn nhà hàng Trung Quốc. Thì cuối cùng bà nội quyết định là sẽ đi ăn nhà hàng Trung Quốc. Vậy đó, tối nay thì xin mời các cô chú anh chị là cùng với mẹ con Mai đi ăn nhà hàng Trung Quốc ha. Bà nội với Mai, còn hai đứa nhỏ thì ở nhà. Thôi kể đi, hai đứa nhỏ nó không thích đi đâu. A few moments later. Đây, bây giờ xíu muội đi học về rồi nên là Mai chở hai đứa đi trượt băng nha cô chú anh chị. Một bà mẹ bận rộn là vậy đó. Đây bây giờ mẹ con Mai lên đường nha cô chú anh chị. Trời, mẹ con Mai tới được cái sân trượt băng rồi cô chú anh chị ơi. Nãy ha đi tới đường kia bị cảnh sát chặn lại đó. Tưởng là đi trễ rồi, phải quẹo ra một cái đường vòng khác mà đi dọc đường xe kẹt quá trời kẹt luôn. Đó, đây là nơi quen thuộc ha. Tới đây suốt luôn á. Mang giày vô lẹ lên nha. Đây lần nào mà chở đi trượt băng cũng chạy như vịt á cô chú chị, tại vì á hả trượt băng thì chó nửa tiếng thôi, 20 phút hả, 20 hai mấy phút, mà nếu mà mình đi trễ nữa là khỏi tập luôn. Mà từ nhà Mai tới chỗ này á là lúc nào cái giờ đó cũng kẹt xe hết á, với lại là cứ cái giờ trượt nó cứ quá sát với cái giờ đi học về nên thành ra là lúc nào cũng vội vội vàng vàng á. Nhưng mà tại vì không có sự lựa chọn, không có lớp khác để cho học ha, chỉ có duy nhất một lớp này thôi nên thành ra là chắc mấy lớp khác là bị bận hết rồi, không có rảnh cho mình vô ha. Nên thành ra là mình phải đi cái giờ này, mình cứ phải chạy như dịch vậy thôi. Đây, mỗi lần tới đây thì mình sẽ trả cái tiền sân trượt nửa tiếng là 20 đồng hai bé của chú anh chị ha. 10 đồng một bé và cái tiền lớp là 30 đồng cho hai bé này. Nhưng mà mình sẽ cho cô 10 đồng tiền bo nữa, nghĩa là 60 đồng cho hai bé, là mỗi bé 30 đồng đó. Mỗi lần tới đây là nửa tiếng là 60 đồng. Đây, đây là cô giáo của hai bé nè cô chú anh chị ha. Những cái hoạt động của trung tâm trượt băng này, những cái đội thi đấu nè. Cái cô bé này, hai chị em này, hai anh em này là sinh đôi nè. Mai cũng thấy mẹ của bé đây. Đi, đi vô thôi. Điện thoại. Đó, nó đưa mày điện thoại rồi đó. Đây, hai bạn này bây giờ trượt dữ dội lắm rồi nha. Trời, cái đàn dễ thương quá. Đây xíu muội đây, nãy xíu muội mới bị té xong cô giáo phải quay lại đón xíu muội. À, này giỏi lắm rồi. À, vừa đi vừa giơ chân. Đi lười đó nè cô chú chị ha, ngần nữa nè. À, giữ thăng bằng, giơ hai tay giữ thăng bằng. Đây là bạn tập chung nè. Sân băng này là lớp học đó cô chú chị, đây là nơi cho những cái vận động viên chuyên nghiệp luôn đó, những bạn mà thi đấu ở trong các team, trong các đội đó ha. Nhưng mà Mai thích cái này hơn cái mà cheerleader, có nghĩa là cái mà nhảy nhảy cổ động viên á, là khi mà cái lớp nhảy đó mình không thể nào mình miss any class, nghĩa là mình phải không có được vắng mặt buổi nào hết á. Còn cái lớp này thì mình vắng không có sao ha, cái môn này nó không có ràng buộc lắm.
Đó, các bạn nhảy đó thấy không? Đẹp không? Chắc phải tập lâu lắm mới làm được vậy. Này thấy không? Wow. Đây là mới nghĩ là đang thi đấu cho couple ha. Cô giáo đang nhiều và chỉ cho bạn á. Mấy bạn này tập các bạn hồi nãy mà chạy vòng vòng đó là học trượt băng từ lúc 4 tuổi rưỡi nha cô chú anh chị. Bởi vậy hả, giỏi vậy. Đây là bạn anh trai của bạn đó đây. Wow, quá dữ luôn. Bây giờ bạn tập đi một mình ha, một chút xíu nữa là bạn sẽ đi chung với cô. Đó, cô giáo với học trò. Đây bạn này vừa nhảy vừa biểu diễn cô chú chị ha, vừa trực ban nữa. Cô giáo đang dạy kỹ thuật biểu diễn cho bạn nè. Bạn này là vừa học trượt băng vừa học biểu diễn nha cô chú chị. Vừa trượt băng vừa biểu diễn, đây là một môn khác. Thì cái nhóm này thì đang tập nhảy cô chú chị thấy không? Vừa đi vừa nhảy lên. Đúng là vô tới đây là toàn thấy là chuyên nghiệp không đó. Ngân với Xíu Muội thì tuốt ở ngoài kia rồi, cái góc kia nên máy không có quay được cô chú chị. Không phải là máy không quay con máy mà quay con ta không. Nên bạn này lại tập nhảy một bài nữa đây. Ngân với Xíu Muội đây. Đang tập đi lùi nè, có những chị hay đi lùi mà còn ấy chân nữa chứ. Wow, dễ thương. Hai bạn đều đã quay được rồi đó. They're like, yeah. Yeah. Right. Nobody has an extra house. That's right. Nobody else has it, you know. It's not like you can borrow somebody's shoe house or anything. It's too far away. Bam. Yeah. That doesn't have to go number three. Yeah. Yeah. Đây hai bạn này xong rồi cô chú chị ha. Gái mai nửa tiếng xong rồi đó. Cái bạn này cũng xong luôn rồi. Thank you Eva. Thank you so much. Nửa tiếng đã xong. Đây hai bạn này nói bây giờ muốn trở thành giáo viên dạy trượt băng. Phải không con? Dạ. Muốn trở thành giáo viên dạy trượt băng. Xíu Muội nè, Xíu Muội nói là Xíu Muội muốn trở thành giáo viên dạy trượt băng. Xíu Muội thấy hình của cô giáo trên đây nè, quá trời hình luôn.
cô giáo rất là dễ thương ha. Cô giáo chạy ra thấy tụi nhỏ này nó chỉ mình chạy ra để nói chuyện với tụi nó. Đây là vận động viên hockey nè cô chú anh chị ha. Trời nhỏ cái túi nữa, lo cái túi mất mệt luôn á. Đó, đội tuyển hockey là mặc đồ vậy đó rồi đeo cái nón vô. Cái lớp hockey là cái lớp sau lớp trượt băng này ha. Đó. Đó thấy chưa? Giỏ mà muốn xỉu luôn á. Kéo xong chưa đi về nè. Đi. Lên đường. Đi 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 con. Một tuần mà tới đây mấy lần mệt mỏi ghê, 3-4 lần luôn. Đi con. Mà nói giỡn vậy thôi chứ mấy thấy cũng vui. Tại vì còn vui hơn là nó ở nhà chơi iPad, iPhone. Nay đi về chở bà nội đi ăn thôi cô chú chị, còn cho hai đứa này ăn ở nhà. Mẹ con Mai về tới nhà rồi. Bây giờ Mai tìm đồ ăn cho xíu muội nữa là Mai đi chở bà nội đi ha. Đây Mai đang chiên steak cho xíu muội cô chú chị. Hẹn hò với bà nội thất bại rồi, tại vì hẹn với bà nội là đi ăn nhưng mà cuối cùng giờ về nhà thấy bà nội ăn rồi. Không biết bà nội đói bụng hay sao bà nội lo cái gì ăn rồi. Thì Mai phải chở mấy đứa nhỏ đi học trực ban ha, trực ban phải có giờ nên mình cũng không thể nào mình đi sớm được. Nên thôi giờ Mai chiên steak cho xíu muội đây. Tại Mai để thịt ra hết rồi nên Mai chiên hết luôn. Ok, do it again. Coi bả nhảy cái cô chú chị. Ok, không có chi. Ăn đi con. Trời ơi. Này, Mai sợ bà nội vẫn còn đói nên Mai hỏi bà nội là bà nội có muốn đi ăn có còn đói hay không. Nhưng mà bà nội quên mất tiêu cái buổi hẹn hôm nay của hai mẹ con mình này. Tại hồi sáng đó cô chú chị, buổi sáng đó là bà nội thức dậy trễ quá, 3 giờ mấy mới thức dậy. Thì lúc đó bà nội thức dậy bà nội ăn mất tiêu. Lúc đó Mai rủ bà nội đi ăn thì bà nội cũng ăn rồi ha. Sau đó thì hẹn nhau buổi tối thì bà nội cũng quên mất tiêu. Thôi kệ đó, thôi bây giờ Mai ăn cơm với lại thịt kho. Thật ra thì Mai thích ăn cơm với lại thịt kho tiêu ở nhà hơn, thịt kho tiêu của Mai á, chứ Mai không thích đi ăn đâu. Nhưng mà tại vì Mai muốn bà nội ăn đồ ăn ngon á, tại vì lâu quá bà nội không được đi nhà hàng thôi. Chứ còn Mai thì Mai thích ăn cơm ở nhà, cô chú chị, Mai không thích đi nhà hàng đâu. Nó thật sự là như vậy á. Thôi thì Mai ăn cơm nhà có sao đâu, Mai ăn cơm nhà thì Mai thấy ngon hơn mà. Ê xíu muội có tô thứ hai rồi, ăn hai tô luôn nha. Đó, bà nội thì nói là cái canh này nó hơi cay nhưng mà canh chua thì nó hơi cay, cay cho bà nội nhưng mà không có cay cho Mai. Mai ăn ok. Thôi bây giờ Mai ăn cơm của chú anh chị ha. Đây cơm của Mai nè, canh chua với lại thịt kho tiêu. Thịt kho tiêu này Mai mới kho hồi nãy đó, ngon ha. Đây Mai rửa chén dọn dẹp hết rồi ha. Còn có một cái chén của xíu muội ăn là xíu muội chưa có rửa, mới ăn xong là cô chú chị, Mai chưa có rửa thôi. Nói rửa thì đâu có rửa đâu, chỉ có chán xong rồi ấp vô cho máy rửa chén. Ngân thì giúp mẹ đem quần áo sạch lên, quần áo giặt rồi á. Gì vậy con? My toes are funny. Funny? Nó nói cái chân nó mắc cười quá. Mắc cười vậy là sao? Con lấy bớt đồ trong cái đồ trắng qua, bỏ vào cái sọt đó luôn nha, tại nó chàng quá. Ok, good, good, good. Ok, thank you. Mai bấm máy rửa chén luôn cho rồi, cho nó sạch sẽ. Dọn luôn cái đống rác này. Đây, dọn đồ xong là sẽ tự dọn cái lọc ra luôn. She looking fat. Dạ nó than phiền là con mèo nhìn mập rồi đó. Đây Mai lại quay vào phòng làm việc của Mai làm một chút xíu ha. Ông xã Mai thì đi làm vẫn chưa về. Mấy bữa nay thì ông xã Mai cứ đi tới tối mịt mới về của chú anh chị. Nhưng khi về tới nơi là Mai ngủ mất tiêu rồi. Mai cứ tưởng là hôm nay sẽ có một cái video là rủ bà nội đi ăn cho mọi người cùng xem. Tại vì lâu lắm thì bà nội mới được đi ra đường đi ăn nhà hàng của chú anh chị ha. Tuy nhiên thì cái kế hoạch này đã bị thất bại ê chề là do cái bà nội hơi bị lẫn đó, nên ra bà nội ăn mất tiêu rồi. Buổi sáng thì rủ thì bà nội ăn rồi, còn buổi chiều thì bà nội lại quên. Mà Mai thì tại vì phải đưa đón các con đi học nên đâu có thể nào mà đi sớm được, phải đợi các bé đi học trượt băng về thì mình mới đi được. Mà đi về đến nhà thấy là bà nội lôi đồ ra ăn mất tiêu rồi, thất bại ê chề. Đó thì Mai cũng xin kết thúc video của Mai ngày hôm nay tại đây. Mình xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.